Hello các bạn, em mình xin mến chào các bạn nha. Đây là bộ móng em mình đã làm xong, sơn cái màu than nè. Em mình đã hơi treo xong rồi. Bây giờ em mình sẽ sử dụng hai cây cọ giả lai nha. Em mình ngâm trong dung dịch acetone nè các bạn. Em mình sẽ lấy đầu tiên là em mình sẽ giả màu hồng nè. Em mình sẽ lấy cái cọ giả lai này ra để em mình xài cái màu hồng. Tại vì nhiều cô khách chọn cái màu treo của mình để giả luôn nên em mình không có mua những cái cọ giả lai mà bằng màu treo. Đó, các bạn thấy không, màu treo của tiệm này. Rồi bây giờ mình sẽ giả cho cô khách này 10 ngón nha các bạn. Màu là màu của khách lựa luôn nha các bạn, chứ không phải là màu em mình lựa. Cái này chỉ vẽ cái đường lai cho cô khách này thôi, màu có lựa cho mình vẽ luôn. Rồi bây giờ mình vẽ một đường màu hồng nha. Các bạn biết vẽ cái này thì mình có nhiều nhiều loại vẽ lắm. Có nhiều cô khách thì vẽ theo cái line nó rất là nhẹ, còn nhiều cô khách thì vẽ cái line nó rất là dày nha các bạn, giống như mình tô cho cái đường nét nó bự lên, tùy theo yêu cầu của khách mà em mình vẽ thôi. Em mình tô gấp cho nó to lên một chút. Có nhiều khách cô khách thì thích cái line nó nhỏ cho nó thanh nó mịn, nhiều cô khách thì thích cái line nó bự. Bạn thấy không? Nó rất là dễ, mình chỉ ổn thôi, mình ổn cái cọ nó đi cái đường nét nó ra theo cái ý mình muốn. Bạn biết cái vẽ cái này á, còn khi khách đó là chọn màu thì một lẽ nhưng em mình cũng tư vấn cho khách là chọn những cái màu mà cho nó nổi một chút, những cái màu bột như vậy nè các bạn thì nó sẽ nổi lên. Có những cái cô khách mà chọn những cái màu trong á thì mình vẽ lên nó không có được nổi những cái màu như vậy. Rồi, em mình đã xong ha, cũng ngón rồi. Tô là mày cũng để đầu bự đầu nhỏ, và khi mày tô cái đầu kia ra hai, nếu mà hai cái đầu nó to thì ngay giữa mày để cho nó ốm chút nha các bạn. Rồi mình thấy mày tô cái màu hồng nữa lên cái màu then rất là đẹp luôn. Rồi lại mày đã xong cái phần màu hồng bên đây rồi, bây giờ em mày sẽ cho hơi nha. Mày sẽ cho hơi cho cái keo nó ráo một chút nè, để khi mà mình đi cái màu thứ hai nó không có bị lem vô nhau. Rồi em mình sẽ qua tay bên đây. Nhiều bạn thì muốn em mình vẽ một lần cho xong một tay luôn, em mình cũng biết cho các bạn coi cho nó dễ, nhưng mà cái màu treo của em mình bắt buộc em mình phải hơi em mình mới vẽ cái nước thứ hai được, nên tùy theo mẫu nha các bạn, các bạn cũng thông cảm cho em mình. Nếu mà em mì mà vẽ màu thường á thì em mì có thể là làm luôn cái màu thứ hai được, cho các bạn coi luôn cho nó xong một bên tay, em mì không có cần trở qua trở lại. Cái đầu này thường cứ cái đầu ấy mày hay bắt nó bự ra, bắt đầu nó đi nhỏ lại, bự nhỏ là do mình thôi nha các bạn. Mà
mình làm sao mình thấy nó, mình chia ra cho nó cân đối từng cái ngón tay là ok. Không nhất thiết mỗi ngón mình mỗi làm giống nhau các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai tay bên đây nha. À, các bạn thấy cái màu hồng lên nó rất là rực rỡ luôn không? Rồi giờ cái bước kế tiếp em mình sẽ dùng cái màu xanh nè. Cái màu xanh này nó cũng chói lọi không kém luôn nha các bạn. Thường khi mấy cô khách á, vẽ thì thích mấy cái màu nổi lắm các bạn. Đây mùa này là mùa hè đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi màu xanh nè. Các bạn coi mình sẽ bắt màu xanh đi nha. Các bạn thấy em mày lấy nước sơn cũng ở cái độ vừa phải thôi, nên cái khi em mày vẽ ra rồi là cái nước sơn của em mày, nước sơn keo của em mày không có bị nhăn, không có bị đùng. Tô cái màu xanh cho nó bự ra nè, các bạn thấy không, màu xanh này nó nổi chứ nó nổi chói lọi nhưng mà nó không không có show up bằng, không có show up bằng cái màu hồng của mình. Rồi mình tô lại cái đường nét cho nó sắc nha. Rồi đó, các bạn thấy em rất là đơn giản, mình đi cho nó khéo một chút thôi. Nhưng mà các bạn biết mình đi cho cái đường nét nó ẻo lả một chút thì nó đẹp hơn nha, cái đường nét nó đừng có đơ quá. Thì có nhiều cái mẫu á, những cô khách đem lại cho em á, thật sự nó cũng rất là đơ, mẫu của khách đem lại thôi chứ không phải là mẫu của em mày. Rồi bây giờ tới cái đây nha. Mày đi ở trên đi xuống cũng được, ở dưới đi lên là khó hơn mà, nhưng mà mày muốn cái xanh nó bự nó nằm ở trên đó, các bạn thấy không, mình đi cho nó ẻo một chút. Rồi lại mày đã xong 5 ngón này luôn. Rồi bây giờ mày sẽ qua 5 ngón bên đây. Mình sẽ đi cái xanh đây nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái xanh ở đây, dưới đi lên. Nhưng mà mình sẽ tô dưới cái chân này nó bự và nó nhỏ lên các bạn thấy không. Cái màu xanh này mình cố gắng đi cho nó chồng lên thôi chứ nó không có, không có đè lên cái màu hồng nha các bạn. Em mình tô cho nó bự ra một tí nè. Đó. Các bạn biết mấy cái mẫu này bây giờ là đang thịnh hành luôn á. Mình thấy đang thịnh hành, ngày nào mình cũng vẽ cái mẫu này chứ không phải là cái video này mình chia sẻ các bạn, ngày nào mình cũng có mẫu này. Rồi bây giờ tới ở đây nha các bạn. Các bạn thấy em mày đi dưới đi lên á, nhưng mà cái đường nét mình cũng giữ cái cho cái cỏ nó chuẩn nha. Đó. Các bạn thấy cái đường nét nó rất là uyển chuyển. Rồi như vậy là em mày đã xong rồi đó các bạn. Em mày đã xong cái bộ nail của cô khách này để em mày show cho các bạn coi. Em mày đã xong 10 ngón vẽ cho cô khách luôn nè. Đây là hai bàn tay của cô khách, em mày vẽ ra cái đường nét các bạn thấy. Rồi bây giờ đây là cái mẫu cô khách đem lại nè các bạn.
đó. Nhưng mà em mình nói với cô khách là cái đường nét này nó không có uyển chuyển cho lắm, cái đường nét này nó nhìn rất là thô, nên em mình sẽ ô đẹp những cái đường line cho nó mịn màng hơn, nó dịu dàng hơn. Các bạn thấy đây là cái tay cô khách đem lại cho em mình, nhưng mà cô khách chọn màu khác thôi. Rồi hôm nay em mình là chia sẻ với các bạn cái mẫu vẽ line này nha, rất là đơn giản, rất là dễ, nhưng mà đang hot, đang thịnh hành trong cái mùa hè năm nay nha các bạn. Bây giờ em mình sẽ cho hơi xong rồi em mình sẽ bỏ thấp khấu lên, là em mình đã hoàn thành xong cái bộ nóng của khách này. Bây giờ em mình tạm dừng cái video này tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.